I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to Helvercutter. Thì xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Helvercutter. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game, không biết tên gì, đặt là No Name Đại nó đi. Thì con này của một ông anh, ông xe, mình lên mình lụm về. Ở đây là cái tên đăng nhập nè ha. Các bạn muốn nhập số mấy thì nhập, miễn đừng trùng với người ta thôi. Ok. Giờ mới in game mà thấy cũng mượt lắm ha các bạn. Rồi vào game ha. Đây em này xài xài gì nhọn nhọn vậy? Nó xài cây hương. Đây, đây xài kiếm. Đấy, em sát khẩu đó, nhìn em này con bộ ngon hơn. Chọn này đi, dù sao giờ dài nó cũng đã hơn. Ok, vào game nha. Ơ hay, có anh nào đã đặt cái tên này rồi, hay vậy. Chỗ này bị mất bản quyền ta. Ở hai không được kìa, vẫn có người chọn rồi. Vẫn không được luôn, hay quá. Rồi, ok, vô game. Đây là khúc đầu vô game nè ha, đó. Chút cây hương dài, hồi nãy tưởng cây hương có chút xíu chứ. Đồ họa 3D ha, đó. Thì tương đối là cũng ngon, nhiều bạn Việt Nam chơi nè. Chắc tại vì ông anh ông xe hơi bị nhiều ha. Rồi bây giờ mình trả nhiệm vụ một chút ha. Ở đây nó có yêu đương hung hít gì nè. Đó. Đẹp vãi. Giết nó đi con. Đó, đừng để nó sống. Bên này nè, sau lưng mày nè. Đó. Giết nó, giết nó. Ừ, bự hả mày. Chỉ ngồi lụm lụm gì kìa. Rồi, qua mạng. Ừ, còn lên giết này nữa hả? Nhiệm vụ đầu game đó ha. Đó. Thâu in game mà thấy còn hơi, nói chung là hơi mượt thôi các bạn. Chưa tới nỗi là banh ha. Nói chung thì game thì cũng nhiều nhưng mà thời gian thì không có nhiều. Nên thôi anh em chơi tạm nó đi. Không có thời gian nhiều để mà dựng một cái clip lên xong rồi chỉnh sửa nó rồi up lên cho các bạn. Tại vì thường mình like như vậy, like trực tiếp một con game á thì nó sẽ đỡ tốn thời gian mà làm clip như là test game này nọ cho các bạn, nhưng mà nó không có bật kiếm tiền liền các bạn. Không có bật kiếm tiền mà qua mấy ngày sau nó mới chịu việc bật kiếm tiền. Biết cái hàng cầm kiếm cũng được cái ta. Cầm cái katana đẹp vãi.
À, thì ra nó là nó cứu bồ nhí đó. Đó. Rồi hết game. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn thâu ha. Ở đây Athlon của ai quá trời luôn. Rồi ở đây chúng ta thâu level đâu rồi? Level này mới thấy đâu đây mà ta. Đây là mở hết tính năng. Không phải level. Đó, bấm vô đó là mở hết tính năng ha. Đó. Nè, nhớ rồi. Level đâu có chỗ mà nhiều số á. Đây nè. Đó, lên cấp nè ha. Đó, lên nè. Vậy đi cho nó lẹ. Đó. Rồi, mát 130 cái gì 350. Ở dưới đâu dưới này còn mát lên nữa nè. Nó up lên cái gì đó, đó. Chung là cái này mình còn nhiều thứ mình còn chưa biết ha, nó rất là bao gồm rộng rãi cho nó nên không có biết nhiều lắm. Các bạn nào chơi thì có thể tìm hiểu thêm ha. Đó, và bây giờ mình hướng dẫn các bạn ép VIP mà đây, để coi VIP nó mát là bao nhiêu. Không thấy được VIP nó mát là bao nhiêu luôn ta. Kéo qua không được, không cho kéo. Rồi, không cho kéo thì bây giờ mình vô mình tự add đại nó đi. Lên được VIP bao nhiêu. Bấm vào đây ha. Cách ra VIP 20 đi, coi nó có 20 không. Không có 20. 16. Không có 16. 12. À, có VIP 12 các bạn, có VIP 12 nha. Xác nhận lại là có VIP 12 nha. Đó. Rồi bây giờ mình qua VIP mình coi. Gì đây? Cho gì kệ nó đi. Không có tiền để mua, nghỉ đi. Từ từ ha, chút mình hướng dẫn các bạn ép Kim Nguyên Bảo sao. Bây giờ đi ép VIP nè. Tậu phụ, chưa cho mua được VIP luôn. À đây. Mát VIP là 12 nè. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn add Kim Nguyên Bảo ha. Bấm vào đây. Xuống dưới này. 166. Cách 123. Dư rồi. 23. 9 số. Đó. Thêm lần nữa đó. Đó. Tại nhiều ép nhiều nha mấy chú. Ép nhiều quá rồi nó bị lắc server, sập game khỏi chơi ha. Âm luôn nè, đậu. Một bài học cho chúng ta. Rồi nó hết âm cho trời. Rồi hết âm rồi nè. Thâu nhiều quá nó âm nha mấy bạn. Ủa ta thâu ít thôi, ta chơi thôi trời. Trải nghiệm game đó. 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2. Vậy đi. Ok, vậy thôi. Chạy hết rồi lấy nữa ha. Thấy nguy hiểm quá. Qua mua quà VIP nè. Đó.
Ta đặt VIP mà ta. Cái nó không cho mua. Gì đây nè. Đó, có tiền là mua được mà. Tào lao. Ok, khui hộp quà. Hộp quà có gì đây? Thâu in game mà mình cảm thấy là nó hơi mượt ha. Thì mình nói các bạn rồi, bạn nào đăng ký kênh mình mà theo dõi kênh mình thường xuyên thì sẽ có một số game hay ha. Các bạn mà vào sau thì những con game đó sẽ bị những phần tử xấu vào auto leak này nọ ha. Cũng như mình là một phần tử xấu nè, đó, mình hay auto leak những cái game lắm. Nên nó thường hay bị sập lắm. Đó. Mình không có chơi trách hay chỉ trích ai hết ha. Đó là mình là chính bản thân mình thôi, cũng thường sử dụng auto leak ha. Rồi có lẽ là mình đã mua hết những gì trong này rồi. Bây giờ mình vô mình cái rương cũng đó, phải mở hết rương nha. Rồi ok. Giờ là an tâm mở đồ ha. Con đại nó đi chứ biết gì đâu. Mở cho trống rương bớt ha. Rồi. Có kim nguyên bảo rồi mình có thể xài được nhiều thứ ha. Né né ra chỗ này kìa. Nó đứng nó ôm hùng hít nhau kìa. Trời ơi. Né ra. Rồi ra ngoài này. Đó, này là báo là mình đã lên được VIP 12 ha. Có hư cái bà nó đi. Đây là lên được VIP 12 rồi. Mua. Này là không cần mua nha, này nó cho luôn nè. Đậu phụ cái gói này, mấy gói này nãy không được mua. What the hell? À mua hết rồi nè. Trời trời. Bấm vô cái là mua hết nha các bạn. Mua hết nhưng mà cái ủa. À đây nè cái chỗ mình tiêu tiền hay nạp tiền vậy nè hồi nãy nè. Đó nó cho được mấy bộ trang phục nè. Cho luôn cái gì nè, đó cái bản phong thần gì nè. Đây nữa nè, ôi giời ơi cho cánh luôn nè. Cho cánh chưa có đi săn boss. Này giết boss thì như nó mới ra. Các bạn thâu vừa đủ để trải nghiệm con game thôi ha. Đó, thâu nhiều quá thì gọi là sao ta? Nó gọi là làm sao để nâng cấp cái này? Không biết luôn. Đây là quần áo thời trang nè. Ta quẹo qua shop chúng ta coi có cái gì mua không ha. Đây là shop. Thì bao nhiêu đây, mua 100 mảnh đi. Thì kim ngân bảo khóa này, kim ngân bảo không khóa nè. Mấy cái thời trang mua ở đâu trời. Chắc mấy cái đó phải hầu rồi các bạn ơi. GM nằm dưới góc dưới nè nha. Mình nhắc lại với các bạn là cái GM đó nằm góc dưới nè. Mình chưa có trải nghiệm hết cái GM nữa. Bạn nào trải nghiệm hết rồi có thể hướng dẫn cho bạn khác ha. Đăng qua phần fanpage của
của kênh hoặc là đăng qua kênh, đăng qua group ha, cũng được. Để gì đi không hiểu. Chỗ ấn cái gì đây? Đây là nhận nuôi con chó. Con chó nằm trong này nè nha. Đâu rồi? Nhận hết xem. Nãy sẽ chạy đi đâu được con chó đó. Thôi giờ để chạy nhiệm vụ game chút coi. Rồi bây giờ chúng ta lên thành thị rồi ha. Bây giờ đi úp con ngựa. Mới thấy có con ngựa nè. Đây ngựa nè. Giờ là úp con ngựa lên ha. Úp mát con ngựa coi nó ra con gì đây. Úp lên coi nó ra con gì. Thấy hình như nó không ra một con gì luôn á trời. Nó vẫn ra có con ngựa rồi à. Tào lao vậy. À bây giờ con ngựa nó khác rồi các bạn. Nó có được cái yên rồi. Nó có được cái yên rồi. Cái yên màu vàng. Úp lên được con gì đi, được con kỳ lân hay con rồng vô. Ủa, bây giờ nó được thêm cái mũ bảo hiểm mà các bạn. Cái nồi cơm điện úp lên đầu nó rồi. Có thể nào một chút nó phủ full giáp không ta? Ủa, qua màu xanh này. Nhanh lên nào. Bây giờ nó có cái sừng rồi, bây giờ con ngựa nó thành con kỳ lân rồi các bạn ơi. Tiếp tục sẽ là con gì đây? Tò mò quá. Lên một con chiến mã rồi. Ghê thiệt. Tiếp theo là gì đây? Mình bấm không kịp cho nó lên luôn kìa các bạn. Bây giờ nó lên cái bùm ngựa đẹp ghê không. Nhưng mà nâng riết như vậy thì bao lâu nó sẽ xong? Còn bây giờ thì nó hơi vàng chóe hơn chút rồi. Để mình coi đi một vòng xem nó lên được cái thứ gì. Đây là úp nội đan. Đây nè. Lên thêm một cấp nữa là ra con này. Mấy
mấy con này thì phải thâu hay là event hay là gì đó nó mua ở đâu ra nè. Vậy là con ngựa này thêm một cấp nữa là sẽ ra con này. Để mình cố gắng cho nó hết coi. Sắp rồi, sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Chưa nữa hả? Nhấp muốn mỏi con chuột luôn má ơi. Đó, lên đường màu xanh rồi kìa. Ủa mà mắc gì mình phải ngồi mình nâng vậy ta? Trong khi đó mình có thể mở cái giao diện lên là nó ra rồi. Ngồi nâng tay cho nó cực vậy. Cũng rảnh phết nha. Ủa nghỉ đi. Ngồi nâng chứ nâng hoài vậy ta? Ở đây mở con này lên cái là xài thôi. Đó. Đó, vậy cái là xong. Trời ơi. Đó, bây giờ là cỡ được con hổ rồi nè. Này là gì để nâng gì nè. À, hai đứa uống trà đàm đạo. Vũ khí đâu? Này là bang hội, toàn bang Trung Quốc không à? Á đủ úp cái khiên nè. Đây là rèn chân khí đồ. Bỏ cái này đi, chúng ta tiếp tục thâu thâu qua cái lên được cái gì nữa đây. Đâu đâu có yêu cầu chạy qua đây đâu ta. Được cái gì nè, được cái gì nè. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ô, mình bấm quá nó bị cái gì vậy? Để hót ra vào lại cái. Các bạn nhớ like và share video này nha để ủng hộ cho kênh HelverKT giúp mình nha. Bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh ha. Hiện lên cái bảng này bỏ nha. Đó, á đù, có con cua kìa.
bây giờ nó đang vô game má ơi. Gì mà đây đông vậy trời? Á đù, gì mà đông vậy? Thì đây có con cua nè. Hay là bị, hay là thâu quá nó bị nhốt lên đảo rồi ta. Là đâu mà nhiều người vậy? Ủa chắc thâu quá nó bị nhốt lên đảo rồi. Ừ chứ gì nữa, thâu quá nó nhốt lên đảo luôn các bạn ơi. Rồi lên đây nó không cho thâu nữa. Rồi các bạn thâu ít thôi nha. Rồi thôi bye bye các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Thâu ít thôi nha. Bị dướng lên đảo luôn rồi. Rồi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và share video nha. Còn bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.